bạn, tôi là Mạnh Ô Tô. Và trong cái khoảng thời gian gần đây thì có rất nhiều người hỏi tôi rằng là cái xe tải mà từ tầm 200 cho đến 150 thì nên mua xe gì. Thế mà tôi làm một cái clip là chia sẻ với các bạn rằng là để từ 150 đến 200 thì các bạn hãy nên mua những con xe Hyundai hoặc Kia. Nếu đối với Hyundai thì chúng ta sẽ mua được cái xe tầm khoảng từ đời 2003 cho đến 2005. 2003 thì nó đối với xe đó là xe Bắc Việt, đó là xe nhập, và 2005 trở lên thì nó là xe Bắc Việt. Và 200 trở xuống thì khoảng 185 trở xuống thì chúng ta đã mua được những con xe đó là xe Kia K3000 khoảng đời 2008-09. Một trong những cái mà chúng ta nên thì với cá nhân tôi và cái kinh nghiệm lâu năm của tôi thì tôi thấy rằng là cái khoảng thời gian qua thì chúng ta nên mua những cái xe mà nó là bằng nhíp trước thì tốt hơn. Tại sao tôi lại nói chia sẻ cái điều này? Vì lý do là đối với xe nhíp thì chúng ta sửa chữa và chúng ta nó cái hệ thống lái của nó đơn giản hơn rất là nhiều so với những cái dòng xe tấn 25. Vì vậy cho nên hôm nay tôi làm cái clip là với cái tầm tiền như thế chúng ta nên mua được những cái con xe tấn 25 Hyundai. Với những con xe tấn 25 Hyundai đời 2003 này, đăng ký 2005 này thì nó với tầm khoảng 145 đến 150 thì nó rất chạy, nó rất là ok. Và để chúng ta mà dùng trong kinh doanh thì không phải bỏ nhiều vốn và hoàn toàn không phải sửa chữa nhiều. Với con xe này thì chỉ cần với tầm tiền bằng đấy thì các bạn vừa tiết kiệm được cái khoản tiền đầu tư ra, và cái thứ hai nữa là các bạn đã tiết kiệm được thêm một cái khoản kinh phí để chúng ta đầu tư vào việc khác. Và đấy là cái khoảng thời gian người ta đã hỏi tôi, và tôi xin làm cái clip này chia sẻ với các bạn. Và tôi có để số điện thoại bên dưới, và các bạn nếu cảm thấy hay thì hãy đăng ký kênh để nhận những clip tiếp theo, và nhớ comment chia sẻ cho mọi người. Cảm ơn các bạn và chào các bạn. Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn vào clip lần sau.